Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều bài 77 tiết 2. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 2 rút gọn rồi tính. Câu A 2/5 trừ 3/15. Chúng ta nhận thấy phân số 2/5 là phân số tối giản rồi, các em giữ nguyên. 3/15, 3 và 15 cùng chia hết cho 3. Vậy 3 chia 3 bằng 1, 15 chia 3 bằng 5. Phép trừ hai phân số cùng mẫu số, ta lấy tử số trừ đi tử số, 2 trừ 1 bằng 1, giữ nguyên mẫu số là 5. Câu B, 9/27 trừ đi 2/9. Trước hết là các em phải rút gọn phân số 9/27 sao cho sau khi rút gọn ta được phân số có mẫu là 9, cho nó cùng mẫu với phân số 2/9. Ta nhận thấy 27 chia 3 bằng 9. Vậy 9 chia 3 bằng 3. 27 chia 3 bằng 9. 3/9 trừ 2/9. 3 trừ 2 bằng 1. Giữ nguyên mẫu là 9. Câu C, 18/24 trừ 4/8. Trước hết các em rút gọn phân số 18/24. Ta nhận thấy 24 chia 3 bằng 8. Vậy 18 chia 3 bằng 6. 24 chia 3 bằng 8. 6/8 trừ đi 4/8. Phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Ta lấy tử số trừ đi tử số. 6 trừ 4 bằng 2 và giữ nguyên mẫu số là 8. Đến đây chúng ta nhận thấy 2 và 8 cùng chia hết cho 2. 2 chia 2 bằng 1. 8 chia 2 bằng 4. Câu D, 6/16 trừ đi 10/64. 6 chia 2 bằng 3. 16 chia 2 bằng 8. 10 và 64 cùng chia hết cho 2. 10 chia 2 bằng 5. 64 chia 2 bằng 32. Phép trừ hai phân số khác mẫu số. Trước hết là các em phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Ta nhận thấy 32 chia hết cho 8. Vậy các em chọn 32 là mẫu số chung. 32 chia 8 bằng 4. Do đó 3 nhân 4 bằng 12. 8 nhân 4 bằng 32. Trừ đi 5/32. 12 trừ 5 bằng 7. 7/32. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Người ta tiến hành sửa chữa vỉa hè của một đoạn đường. Ngày thứ nhất sửa được 2/3 đoạn vỉa hè. Ngày thứ hai sửa được 1/6 đoạn vỉa hè. Hỏi ngày thứ nhất sửa được nhiều hơn ngày thứ hai bao nhiêu phần đoạn vỉa hè? Rồi, ngày thứ nhất sửa được nhiều hơn ngày thứ hai số phần đoạn vỉa hè là: ngày thứ nhất sửa được 2/3 đoạn, ngày thứ hai sửa được 1/6 đoạn. Muốn biết ngày thứ nhất sửa được nhiều hơn ngày thứ hai là bao nhiêu, chúng ta lấy 2/3 trừ 1/6. 2/3 trừ đi 1/6. Rồi, các em thực hiện phép trừ này ra giấy nháp, sau đó là viết kết quả vào. 2/3 trừ 1/6. Vì 6 nó chia hết cho 3, đúng không? 6 chia hết cho 3, ta lấy 6 chia 3 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 3 nhân 2 bằng 6. Trừ đi 1/6.
4 trừ 1 bằng 3. 3 phần 6. Ta thấy 3 và 6 cùng chia hết cho 3. 3 chia 3 bằng 1. 6 chia 3 bằng 2. Như vậy kết quả bằng 1 phần 2 đoạn vỉa hè. Đáp số là 1 phần 2 đoạn vỉa hè. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Câu E. Trong một ngày, thời gian để học và ngủ của bạn Dũng là 5 phần 8 ngày. Trong đó thời gian học của Dũng là 1 phần 4 ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Dũng là bao nhiêu phần một ngày? Rồi các em hình dung như sau. Ở đây các em hiểu 5 phần 8 tức là một ngày, thời gian của một ngày chia đều thành 8 phần bằng nhau. Thời gian của một ngày chúng ta chia đều thành 8 phần bằng nhau. Thì thời gian học và ngủ của bạn Dũng là 5 phần 8 ngày. Tức là học và ngủ chiếm 5 phần. Một ngày chia đều thành 8 phần bằng nhau. Thì học cộng với ngủ là chiếm 5 phần. Trong đó thời gian học của Dũng là 1 phần 4 ngày. Trước hết là các em phải quy đồng mẫu số của phân số 1 phần 4. Đưa phân số này về dạng phân số mới có mẫu là 8. Bằng cách các em lấy 8 chia 4 bằng 2. Vậy 1 x 2 bằng 2, 4 x 2 bằng 8. Thời gian học của Dũng là 1 phần 4 ngày, tức là 2 phần 8 ngày. 2 phần 8, 1, 2, 2 phần. Được chưa? Học cộng ngủ chiếm 5 phần. Học chiếm 2 phần. Vậy ngủ chiếm bao nhiêu phần? À, ngủ chiếm 3 phần. Tức là thời gian ngủ của bạn Dũng là 3 phần. 3 phần 8. Đúng không? 3 phần 8 của một ngày. Rồi cụ thể. Thời gian ngủ của bạn Dũng chiếm số phần của một ngày là học cộng ngủ là 5 phần 8 trừ đi học là 1 phần 4. Và chúng ta đã tính được 5 phần 8 trừ 1 phần 4 bằng 5 phần 8 trừ đi 2 phần 8. 5 trừ 2 bằng 3. 3 phần 8. 3 phần 8 ngày. Đáp số là 3 phần 8 ngày. Câu B. Em đã dành bao nhiêu phần thời gian của một ngày để học? Thời gian cho các hoạt động khác là bao nhiêu phần một ngày? Rồi. Trước hết là các em ước lượng. Trong một ngày, các em dành ra mấy tiếng để học? Học ở lớp, học ở nhà. À, em học ở lớp buổi sáng và buổi chiều. Thầy giáo ví dụ là 4 tiếng hoặc là hơn 4 tiếng. Chúng ta làm tròn là 4 tiếng. Ở nhà các em học thêm 2 tiếng. Như vậy, một ngày các em dành ra 6 tiếng để học. 6 tiếng để học. Một ngày có bao nhiêu tiếng? Một ngày có 24 tiếng. Đúng không? Một ngày có 24 giờ. Các em dành ra 6 giờ để học. 6 phần 24. Các em nhận thấy 6 và 24 nó cùng chia hết cho 6. 6 chia 6 bằng 1. 24 chia 6 bằng 4. Như vậy, trong một ngày các em dành ra 1 phần 4 thời gian để học. Thấy chưa? Dành ra 1 phần 4 thời gian để học. Tức là một ngày chia thành 4 phần bằng nhau. Thời gian của một ngày chia thành 4 phần bằng nhau. Các em dành 1 phần để học này. 1 phần để học. Như vậy còn lại là 3 phần. 3 phần để làm những việc khác. Đúng không? Tức là trong một ngày các em dành ra 1 phần 4 thời gian để học. 3 phần 4 thời gian để làm những việc khác. Em dành 1 phần 4 thời gian của một ngày để học. 3 phần 4 thời gian của một ngày cho các hoạt động khác.
Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.